Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 2024, trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành một phút bằng niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bằng tình cảm cá nhân đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà thành phố Hồ Chí Minh Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thực hiện di trúc của Bác Hồ. Chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa đã để lại cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta bản di trúc thiêng liêng lịch sử chỉ hơn 1.000 chữ nhưng di trúc làm sáng tỏ những vấn đề cốt yếu của xây dựng Đảng, quan hệ giữa đảng với nhân dân, định hướng toàn diện sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước sau chiến tranh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, 55 năm qua, lực lượng công an nhân dân, trong đó có công an nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết sức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn trật tự xã hội, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có những công hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc góp phần quan trọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu, bứt phá, tăng tốc sớm về đích, thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Với sự lãnh đạo của Đảng, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an thành phố Hồ Chí Minh gương mẫu đi đầu xây dựng đảng, cùng toàn đảng toàn dân ta xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, kiên quyết, kiên trì phòng chống tham nhũng, gắn liền với tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Thượng tướng Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị. Thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13. Thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, chiều ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp về công tác cán bộ. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Thượng tướng Lương Tam Quang, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an vào Bộ Chính trị khóa 13. Thượng tướng Lương Tam Quang, sinh năm 1965, quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ cử nhân luật, an ninh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, từ tháng 6 năm 2024. Trong quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh làm trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012, ông làm phó tránh văn phòng Bộ Công an khi mang cấp bậc hàm đại tá. Ông được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng vào năm 2014. Đến tháng 9 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Tránh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của Bộ Công an và được thăng cấp bậc hàm trung tướng vào tháng 1 năm 2019. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an và kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra một năm sau đó. Ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng vào tháng 1 năm 2022. Tháng 6 năm 2024, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tại hội nghị lần thứ 9 vào ngày 16 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ, bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị gồm các ông bà Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Bùi Thị Minh Hoài, Đỗ Văn Chiến. Như vậy, hiện nay Bộ Chính trị khóa 13 có 15 ủy viên. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Việt Nam Net trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo hội nghị ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác cán bộ theo thẩm quyền vào chiều ngày 16 tháng 8 năm 2024. Ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 2. Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư ba đồng chí gồm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trung ương bầu bổ sung 3 nhân sự mới vào Ban Bí thư khóa 13. Chiều ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13. 3 ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 được bầu bao gồm: Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Chí. Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê quán huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn thạc sĩ luật, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ: trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC27 Công an thành phố Hà Nội, Tránh Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC44, Phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an ngày 15 tháng 8 năm 2019 và giữ chức vụ này trong gần 5 năm. Ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng từ tháng 12 năm 2023. Đầu tháng 6 năm 2024, ông Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị phân công giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trình độ cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng vào năm 2016, Trung tướng vào năm 2020 và Thượng tướng vào tháng 8 năm 2023. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm công tác tại quân khu 2, trải qua các chức vụ Phó chính ủy quân khu, chính ủy quân khu và bí thư Đảng ủy quân khu. Tháng 4 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 6 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Lê Minh Chí sinh năm 1960, quê quán huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ chuyên môn cử nhân luật, Đại học An ninh. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Trước khi ra trung ương công tác, ông Lê Minh Chí có thời gian dài gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh từng công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu An ninh rồi Phó trưởng phòng A12B, thư ký thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông làm thư ký Chủ tịch thành phố, Phó Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11, quận nhất. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013 rồi ra Trung ương làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trong 3 năm. Đến tháng 4 năm 2016, ông Lê Minh Chí được bầu làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ cương vị đó đến nay.